Dạ xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh nha. Trở lại video tối ngày hôm nay thì có nhiều thông tin khá là nóng của chú anh chị. Đó, từ phía cô Sáu và từ phía gọi là bên phía của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ha, cũng có nhiều cái thông báo rất là mới chiều nay luôn, mới cái đợt luôn ha, mới cái đợt em mới thấy luôn đó mọi người. Đó, thì như cô chú anh chị đã biết rồi, ngày hôm nay là ngày happy birthday của cô Sáu nha. À, tối nay nghe nói là cô Sáu là dẫn mấy cái người như là Thành đó, Sạc Thành đó, gọi là đi ba đi bùi diễn gì luôn á, nhảy nhót diễn ngoài luôn. Nghe không? Tối nay cô Sáu chơi lớn mà cô Sáu bây giờ là niềm tin cô Sáu là chiến thắng rồi. Đó, cô Sáu được gọi là những cái người này gọi là bài trò ha, được nguyên một cái đám Nha Trang đó bài trò cho gọi là Sạc Thành dẫn cô Sáu rồi đi ba đó, chuẩn bị gọi là đi ăn mừng đó, ăn mừng luôn cô chú chị. Đó, ăn mừng đó, ăn mừng chiến thắng đó, nhưng mà tôi không biết là có thắng hay không thì chưa biết, nhưng mà bây giờ hình như là họ đã ăn mừng quá sớm rồi, nhân tiện cái dịp mà sinh nhật của cô Sáu họ lên họ ăn mừng luôn cái vấn đề này thì thấy cũng khá là mắc cười nha. Đó, tối nay là cô Sáu là nhảy nhót hết mình luôn cùng với Sạc Thành đó, không biết là có đám Nha Trang tối nay có qua gọi là mừng sinh nhật cô Sáu hay không, hay là gọi là Mi Xuân đó, hay là Thám Tử Cao, hay là thằng đạo diễn Nguyễn Đức Long đó, tụi nó có qua nó gọi là mừng sinh nhật cô Sáu hay không đó, thì vẫn chưa thấy đứa nào gọi là úp một cái clip nào lên cả đó. Tụi bay gọi là binh bả làm sao mà sinh nhật bả không mời đó, bả tổ chức mà bả không mời thì nó hơi kỳ đó. Cô Sáu bây giờ sinh nhật cái năm nay thì tôi nghĩ chắc cũng gần cuối của cô Sáu rồi nên là theo tôi nghĩ là cô Sáu nên mời những cái người mà có công trong cái cuộc mà gọi là cùng cô Sáu bài mưu tính kế để gọi là giành nhà đó, đó thì nên gọi là mời lợi cái sinh nhật này, coi như đó là một lời chi ân cho họ, để họ gọi là sau này lỡ thua thì nó cũng đã có rồi, có cái để cô Sáu trả ơn rồi đó. Sinh nhật của tao, sinh nhật tao đó, tao mời tụi bay lại ăn trực đó, ăn trực tụi bay đâu có đi gì đâu đó, nên là tôi nghĩ là cô Sáu là nên mời những người này đến dự cái tiệc sinh nhật cô Sáu. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì tôi không thấy là một bóng dáng của ai cả đó, một bóng dáng của ai cả, và tôi chỉ biết là có Sạc Thành thôi đó. Sạc Thành chắc bây giờ với cùng cô Sáu đang ngồi một trong cái căn phòng lãng mạn để thổi một cái ngọn nến gọi là mừng ngày gọi là happy birthday của cô Sáu nha của cô Sáu như nguyên vậy, thì tôi không biết là mấy dê có gọi là mừng sinh nhật mẹ mình hay không, đến nó hát hò vậy không cũng vẫn chưa thấy livestream gì cả. Chiều giờ tôi mỗi mắt tôi mong chờ mà không thấy những cái động thái mới nhất từ phía những người này, nhưng mà ngược lại thì đấy một cái động thái mới từ phía gọi là người anh hai của Hồng Loan, đó là Vũ Linh. Thì theo như anh này chia sẻ mới nhất cái cô chú chị thì cái vấn đề mà show chậu của ảnh cái mini game show gì đó của ảnh đó anh chuẩn bị tổ chức còn 3 ngày nữa gọi là đúng cái thời gian mà ảnh nói đó, đó bán vé mà nghe nói là vé ế quá không có bán được, vé ế quá không có ai mua. Bây giờ người ta gọi là lo cái vấn đề gọi là chung tay giúp đỡ nhau đó cho bà con miền Bắc đang bị ảnh hưởng lũ lụt đó, không có ai đâu mà gặp đi xem cái trò gọi là thú vui đó, đó không có ai vui vẻ gì đâu mà đi xem, nên gọi là ảnh dựa vào cái lý do đó là có cái văn bản của gọi là bên gọi là văn hóa thông tin đó, đó bên biểu diễn nghệ thuật đó của chính chị, đó là yêu cầu là ngưng các buổi biểu diễn nghệ thuật đó. Nhưng ở đây thì chỉ ngoài miền Bắc thôi đó, nhưng mà thật sự trong miền Nam chúng ta vẫn bình thường nha. Đó, ở đây là một cái tình hình gọi là lũ lụt thiên tai đó, chứ không phải là giống như cái đợt mà gọi là Bác Trọng vừa rồi qua đời thì nó khác, câu chuyện chấn động cả đất nước. Ở đây là lũ lụt thiên tai một vùng miền đó, thì người ta ngưng tổ chức ở đây cũng đúng thôi, bởi vì bây giờ người ta lo khắc phục hậu quả sau lũ lụt, chứ không ai mà rảnh đâu đi bỏ tiền đi xem những cái trò ca nhạc đó. Ca nhạc đó không mang được một cái gọi là kinh tế cho họ đâu, đó, chỉ có làm giàu cho những nghệ sĩ thôi đó. Nhưng bây giờ tới thời điểm hiện tại thì cô chú chị thấy rồi, lục lội tùm lum, không thấy gọi là Thủy Tiên hay là anh Đàm gì đó lặn lội ra để gọi là đi làm từ thiện đó, cái đó là nghệ sĩ đó, những nghệ sĩ đó cô chú chị. Nên người ta thường nói á, vắng nghệ sĩ thì người dân cũng không chết được, đúng không? Vắng nghệ sĩ thì cũng đâu có ai chết đâu, nhưng đó không có người, không có khán giả, nghệ sĩ mới chết thôi đó, nên nhớ là như thế đó. Nên cái câu chuyện mà người anh hai của Hồng Loan á tuyên bố là do gọi là sợ gọi là do bên phía gọi là
văn hóa nghệ thuật đó yêu cầu gọi là dừng dừng những cái việc đó. Thì mình theo mình đã tìm hiểu, đã đọc được cái bản đó rồi, thì thật sự là chỉ có riêng miền Bắc thôi cô chú chị. Nhưng mà cái show của anh này á, là ở trong miền Nam, tại sân khấu Chống Đồng đó. Như nếu mà nghĩ á, thì mình thấy thật sự là những cái nơi sân khấu đó là cũng không có cho ai thuê để gọi là biểu diễn nghệ thuật trong cái thời gian đó đâu. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy Hồng Loan vẫn hát bình thường ha, Hồng Loan vẫn hát bình thường của chú anh chị, Hồng Loan vẫn hát bình thường, vẫn ca, vẫn hát bình thường. Nhưng mà tại sao anh này anh lại nghỉ, tại sao anh này lại hoãn đó? Hoãn thì tôi nghĩ là chắc cái thời gian mà anh mở lại thì chắc cũng không có gọi là thời gian nào cũng để đâu, bởi vì cái giá vé nó quá cao. Và cái thứ hai là không có ai rảnh đâu mà bỏ tiền đi xem những cái gọi là những cái bài hát của ảnh đó. Bởi vì ảnh là một cái con người như thế nào mà người ta lúc trước ủng hộ đó, rồi ảnh quay lưng, rồi quay qua bên này, nhảy qua bên kia, lượn qua bên nọ, cuối cùng cũng không có bên nào ra bên nào cả đó. Ban đầu ảnh là một người cũng, mình nói thật sự luôn với quý vị, người anh hai này, nếu mà chú Vũ Linh không mất thì chắc cũng không ai gọi là biết nhiều đến gọi là anh hai của Hồng Loan đó là Vũ Linh đâu, thật sự luôn. Chỉ khi chú Vũ Linh qua đời thì ngay sau đó người ta mới biết, thì ra Vũ Linh là con nuôi của chú Vũ Linh đó. Thì lúc đó người ta mới biết, người ta mới ủng hộ. Ban đầu người ta cũng chưa có ủng hộ đâu có chút gì, nhưng mà kể từ khi mà ảnh đứng ra ảnh bảo vệ cho Hồng Loan tại mộ của chú Vũ Linh đó, ảnh thanh minh về cái vấn đề mà tiền BH rồi tiền cúng điếu này kia liên quan đến giữa bé Ye và chị Loan, thì người ta mới biết đến ảnh, người ta ủng hộ ảnh, bởi vì ảnh có cái tiếng nói giúp cho Hồng Loan đó trong cái việc đó. Từ đó cô chú anh chị thấy không, ảnh phát lên liền, phát liền đó, nhận được sự gọi là đi tới đâu là làm video là phải triệu triệu mà đó. Nhờ có góp mặt Hồng Loan, dù Hồng Loan có hát hay không hát đó, video đó vẫn có view khá là cao. Và thì lúc đó mọi người thấy rồi, ảnh gọi là tận dụng hết cái gọi là thời gian của Hồng Loan luôn, lúc nào cũng dẫn kè kè đi bên cạnh, dù cái câu chuyện đó Hồng Loan cũng chẳng biết gì trong đó nhưng mà cũng phải đi, bởi vì người anh mình đã giúp mình rồi, bây giờ anh mình kêu mình làm cái đó không lẽ mình không làm của chúng chị đó. Nên cái đó là một cái trả ơn của Hồng Loan đã dành cho anh này rồi. Tôi nói thật sự, nếu mà Hồng Loan không đi bên cạnh ảnh một thời gian đó thì anh này chắc cũng gọi là nổi lệnh bền thôi, không có thể nào mà nổi hát được đó. Ngay sau đó thì kể từ khi mà ảnh cặp kè với lại cô hoa hậu Phương Lan đó, lúc đó là cặp kè thôi, chưa có gọi là đính hôn gì cả đó, cặp kè rồi tới lúc đính hôn thì sao có chứng chị, thì ảnh thấy là Phương Lan cũng có fan rất là nhiều nha, bắt đầu ảnh nhảy qua đó, ảnh bắt đầu đá Hồng Loan ra, bởi vì Hồng Loan lúc đó kinh doanh làm ăn phát triển rồi đó, những cái mỹ phẩm của Hồng Loan bán thì một phần nào đó cũng có liên quan đến gọi là vợ chồng của ảnh hiện tại nha đó. Nên bắt đầu ảnh đá Hồng Loan ra đó, ngay sau đó thì được cái phản ứng dữ dội từ bên phía những người ủng hộ Hồng Loan. Và sau đó thì ảnh bắt đầu ảnh thừa nhận những cái việc đó đó, bắt đầu là những cái fan mà ủng hộ Phương Lê bắt đầu ủng hộ chuyển sang ủng hộ cho Vũ Linh đó. Nhưng mà được một thời gian cũng khá ngắn thôi, bắt đầu cái Phương Lê cái vạ miệng đó, hết gọi là chế lại quốc ca, rồi lại lấy cái con chim của mình ra so với lại những cái người anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng trong cái bản tổ quốc ghi công, đúng không? Đó thì sau đó là bắt đầu là những cái fan ủng hộ Phương Lê cũng ngán ngẩm hai vợ chồng khứa này rồi đó, cũng không ủng hộ nữa đó. Bây giờ là ảnh hết fan rồi, bây giờ fan Hồng Loan cũng không còn, fan của Phương Lê cũng không còn, bắt buộc là ảnh nhảy qua ủng hộ cho bé Ye đó, bắt đầu nhà qua nịnh bé Ye đó. Tôi trải qua cái khoảng thời gian mà mọi người nhìn lại những cái việc làm của người anh hai này á, tôi nói thật sự là mọi người thấy buồn cười lắm đó, thấy nó dơ mà đến cái mức độ mà là phải chạy qua chỗ này chạy qua chỗ kia để xin fan, xong cái nhảy qua ủng hộ cho bé Ye đánh tiếng là muốn gọi là giúp bé Ye trở lại, rồi giúp bé Ye sẽ gọi là phát triển cái con đường ca hát trở lại, con đường nghệ thuật trở lại, bởi bé Ye có tài năng này nọ đó rất là nhiều. Nhưng mà sau đó thì nhận ngay cú tát của bà Văn Tiên, nhận ngay cú tát của bà liền đó, và cả gọi là con heo mập Thủy Lê đó thì nó cũng đã từ chối cái vấn đề đó đó. Bây giờ tự nhiên thấy người ta biểu diễn một cái show khá là thành công, cái bây giờ anh đánh tiếng, anh nhảy vào, anh muốn gọi là lăng xê người ta lên. Sau ngay từ lúc đầu đó, lúc chưa tổ chức cái show đó, thì tại sao anh không có gọi là đánh tiếng để ủng hộ cái việc làm này? Nhưng mà tới khi người ta
gọi là thành công rồi, người ta có một cái gì đó là báo chí lăng xê lên rồi, thì anh mới nhảy vào anh nói là anh muốn giúp đỡ là sao? Đó, tôi thật sự tôi không hiểu được của anh gì đó. Bắt đầu anh nhảy qua, anh muốn gọi là ôm được một mớ fan của Phương, mớ fan của bé Giang, bởi vì lúc đó bé Giang còn, bây giờ bé Giang là có fan lại rồi, đó không được dăm 300 người nhưng mà cũng có đơn không nha, không là một góc Hồng Loan nhưng mà có đơn không mọi người đó. Bây giờ nói chung là thà nói chung là thà có đỡ hơn không, nên ảnh bắt đầu nhảy qua anh không vào. Nhưng mà cái nước đi của ảnh, ảnh không ngờ tới là bị bà Giang Tiên tán cho một bọc tay vào mặt, gọi là mối mặt luôn, mối mặt luôn, tỉnh liền. Sau đó là bắt đầu ảnh bày trò ra, ảnh muốn tổ chức mini game, mini show gì đó mọi người, nhưng mà do giá vé quá cao đó, không ai mà trong thời điểm này đồng bào khó khăn, thì tôi nghĩ là cái khoản tiền mà cô chú chị bỏ tiền ra mua vé xem ảnh thì tôi nghĩ là nên chuyển vào gọi là Mặt trận Tổ quốc đi ha, để giúp đỡ mua một cái cân đường, ký gạo gì đó cho bà con nghèo, thì tôi thấy nó ok hơn á đó. Đó, nó ok hơn mọi người đó. Phải chi một người có tâm có tầm á thì chúng ta nên ủng hộ, một người mà không có tâm cũng không có tầm thì chúng ta ủng hộ để làm cái gì đó. Thời gian đó chúng ta ở nhà, chúng ta quậy quần bên gia đình chúng ta, tôi thấy nó có ý nghĩa hơn nhiều đó, hơn nhiều khi mà bỏ thời gian ngồi đó để vào nghe đó. Bây giờ là do cái show đó giờ đế quá nè, ế lắm rồi, bây giờ không có ai gọi là mua vé hết đó. Bây giờ gần tới còn có 3-4 ngày nữa tới cái bữa gọi là biểu diễn rồi, mà vé bây giờ nó còn đâu là mới bán có được 1/8 mà còn nó 7 phần nữa, sao mà tổ chức được. Bây giờ tổ chức không lẽ bây giờ phát phi miễn phí đó. Bây giờ tôi nói là cái vé, những cái vé đó miễn phí chưa chắc gì người ta vào đó người ta xem, tôi nói thiệt. Bởi vì bây giờ là đồng bào ta đang gọi là chịu ảnh hưởng ở miền Bắc, chịu ảnh hưởng lũ lụt đó. Mình là một người đang có mặt tại miền Bắc nên mình hiểu bà con ở miền Nam mình, rất là nhiều người gọi là mong ngóng và giúp đỡ và ủng hộ cho bà con miền Bắc mình đó, theo dõi từng ngày từng giờ nơi nào cập nhật ra sao, họ đều chia sẻ những vấn đề đó. Không có ai rảnh hơi đâu mà đi xem những cái tàu lao, tôi nói thiệt, không có ai đi đó mà ngồi xem cải lương đó. Nên là bây giờ là tôi thấy là cái vấn đề mà ảnh tổ chức show đó thì tôi thấy là quỷ là phải rồi đó. Bởi vì sắp tới ngày tổ chức coi mà nó vé quán còn một nuôi đó, bây giờ đem cho người ta chứ chắc người ta nhận không, cho tôi thử tôi nhận không đó. Tôi không bao giờ tôi nhận, tôi không có rảnh thời gian đó để giờ đó để ngồi để nghe đó của chúng chị. Đó là cái việc mà ảnh quỷ show thì anh em tụi tôi đã đón trước được rồi đó. Bây giờ là nhìn qua nhìn lại của chúng chị thấy không có fan nào ủng hộ ảnh, chứ kể cả gọi là fan nhà cũng chưa chắc gì bỏ tiền vé ra đó mua đó. Trang anh có đâu cái triệu người theo dõi mà bây giờ bán có gọi là mấy trăm vé mà bán không được sao đó, bán được gì 1/2 thôi, 1/3, 1/4 thôi đó, 1/4 thôi cũng được đó. Cái số người theo dõi mình, cái số người ủng hộ mình đâu hết rồi đó, hay là họ chỉ nói mồm thôi đó. Fan của anh Vũ Lân đó hết rồi, hãy mua vé giúp ảnh đi để ảnh mạnh mẽ tổ chức cái mini show gì đó của ảnh đó, mini game mini show gì đó để anh tổ chức đó. Chứ kể từ khi mà tôi thấy anh là ảnh khai trương cái công ty quảng cáo của công ty mỹ phẩm á, đến ngày hôm nay thì tôi chưa thấy là ảnh bán kinh doanh cái mặt cái hàng gì cả đó. Bữa trước tôi xem live là có một người nào đó lên live trên cái trang đó thì tôi thấy khá là buồn cười, mà tôi không thấy người mua đó. Tôi thấy vô toàn là chế nhiễu, toàn là nhắc nhở cái vụ mà con vợ anh bị phạt không à đó, chế là quốc ca không đó. Tôi nói thiệt chứ thật sự luôn, nếu mà cái ngày hôm nay mà người anh hai này vẫn còn giống như ngày xưa, vẫn còn ủng hộ Hồng Loan, thì tôi nghĩ là ảnh sẽ khá thành công nha cô chú chị đó. Bởi vì sao? Bởi vì những người ủng hộ Hồng Loan là họ đều ủng hộ cái phải và cực kỳ rét những người gian xảo và cái xảo trá đó. Nên là tôi, nếu mà ngày hôm nay ảnh còn vẫn còn ủng hộ Hồng Loan thì tôi nghĩ là cái show này nó diễn ra không phải là hoàn toàn ngoài mong đợi của mọi người luôn. Tôi nói thật, cái lượng người mà ủng hộ Hồng Loan để đi đến cái chương trình để xem á là người thật chứ không phải là người ảo đó, chứ không phải là người ảo. Ở đây là người ảo là gì? Người ảo là khi mà chúng ta ngồi chúng ta live stream trên mạng đó, họ nói ủng hộ mình, ủng hộ tôi ủng hộ bạn làm đi bạn, tôi sẽ đến này nọ, nhưng mà cuối cùng có đến đâu, cái đó là ủng hộ ảo thôi, ủng hộ trên mạng thôi, ủng hộ ngoài đời thật kìa, rất là hiếm nha. Nên là ngày hôm nay thì không có khán giả thì anh mới quỷ show thôi. Đó là một cái lý do gọi là hợp lý nhất, chứ anh đừng có bạo biện là do lũ lụt gì cả ha. Bởi cái show anh diễn ở trong gọi là tận tích tận trong miền Nam, thành phố Hồ Chí Minh,
Đó, đây là miền Bắc, thủ đô Hà Nội, chảy ra miền Bắc. Đó, nên là không liên quan tới nhau, không ăn nhập tới nhau, đừng có gọi là làm ba trò cười này nữa ha. Đó, rồi đây là những gì muốn chia sẻ với mọi người vào tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong video mới tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.